Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi: Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vị trời gồm Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, người đó về danh hiệu của những địa ngục là chỗ quả báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề, và những sự quả báo không là để làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi đương xuất oai hàng của Đức Phật, của ai là của ngài, nói về danh hiệu của những địa ngục cùng với những sự thọ báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm có ánh sáng của mặt trăng mặt trời, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiện, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Quả, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tổ Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Chánh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Nếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Quả Tượng, địa ngục Quả Mã, địa ngục Quả Cẩu, địa ngục Quả Ngu, địa ngục Quả Sơ, địa ngục Quả Thạch, địa ngục Quả Sàng, địa ngục Quả Lương, địa ngục Quả Ưng, địa ngục Cứu Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ống Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Quả Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Quả Lan, vân vân. Những địa ngục như thế, trong đó mà ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn trăm số đó gì có danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm với những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dừa biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quá nhỏ mà cho là không có tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù đến mẹ mốt đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mọi người cứ theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương sức oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược về những sự tai báo nơi địa ngục, cho mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã gọi tai báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong thời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả và biết quy hướng và giáo pháp của Đức Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự chỗ đó trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra và cho châu kỳ bờ lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ già so ăn, hoặc có địa ngục quạt dầu sôi sùng sục nấu lấy thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cọc đồng cháy đỏ và bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng mượn lửa lớn bay tóc vào người tội, hoặc có địa ngục toàn có thần là quan giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn và phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lau gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều dấu lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho gắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xô đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách từ sắt. Nhân giả, những quả báo như thế cho mỗi ngục đều có trăm ngàn thứ khí cụ dùng để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do cách hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm về ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời cho mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi đương xuất oai thành của Đức Phật và vì nhân giả họ mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết. Hãy